Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về tỉnh mộng tu nhân để kịp thiên nhân hiệp pháp. À, Tiết Già chia sẻ à, để cho các bạn hả tu cho nhanh nhanh để nó kịp á các bạn, để sợ không có kịp nha. Thiên á là trời ai cũng biết rồi, nhân là người đúng không các bạn? Thì cái này ai cũng biết rồi đúng không? Tại sao mà có những cái bài mà À, thiên nhân hiệp pháp thì uh, tiết già học và chia sẻ cùng các bạn thôi. Chứ tiết già không phải là sư thầy gì hết. Có nghĩa là trời với người đồng chuyển hóa một lượt, tức là ở dưới này mình làm cái gì là coi như ở trên trời á là coi như là chuyển đồng một lượt với mình luôn. nói tới đây là rất là sợ luôn á các bạn ơi. Mà bây giờ nó lỡ rồi Nếu mình biết trước á Thì coi như mình giác ngộ càng sớm càng tốt Đúng không các bạn Chứ hả không giác ngộ sớm á Thì coi như dưới đây mình làm gì Thì coi như là ở trên trời chuyển quá một lượt Với mình hết cho nên mình hả tại sao mình khổ đau mà thôi nói thì nói để tiết già chia sẻ nè cũng như là à, cũng như là lòi mà hả thảo mộc á thì đúng giờ á thì coi như là nó trổ hoa và trổ bông Đổ trái đúng không các bạn đó thì bây giờ chúng ta đang tu là thời kỳ khai đạo nha các bạn thời kỳ mà gọi là khai đạo kỳ ba này là hả coi như là hả ra mà rưới khắp thế gian luôn đó các bạn thấy không kỳ này đi đâu cũng chùa đi đâu cũng nhà thờ đi đâu cũng đền các bạn thấy không khắp thế gian khắp quả địa cầu coi như là hả quốc gia nào cũng có chùa quốc gia nào cũng có tu đó các bạn thấy không? thì hả, đi nơi nào quý sư quý thầy cũng hả à, giống như là truyền bá và dạy đạo cho chúng ta đúng không? thì cái này á là tiết già học và để chia sẻ lại cùng các bạn là chúng ta nên tỉnh mộng đi, tại vì trần gian là quá nhiều vật chất hữu hình làm cho tâm của chúng ta không dừng lại tất cả đều là mộng mà chúng ta không biết đó các bạn ở trước tiết già cũng đâu có biết đâu nó rất là sợ luôn nếu như ở dưới trần gian này mình làm cái gì là ở trên chuyển cho mình hết luôn đó các bạn thấy sợ chưa vậy dưới này mình bất hiếu cha mẹ thì coi như là mình nhận ngay cái quả xấu rồi đó ghi chép cho mình hết luôn rồi hả tại sao mình nói mình bệnh mình đau mình bị con nó hỗn láo tất cả những gì đó các bạn thấy rõ ràng chưa đó thì đây gọi là giống như là thiên nhân mà hả hiệp pháp là hả coi như là hả trời chuyển hóa cho chúng ta đó các bạn ơi cùng một lượt luôn thì đây là có cái sự mà gọi là hả tất cả nhân loại từ đây sắp tới các bạn biết hôn người tu là được gì được hưởng phước luôn à, khi mà chúng ta nằm xuống đất rồi đó các bạn có biết rằng lúc này hả gọi là à, tỉnh mộng rồi cái giấc mộng chúng ta không còn mộng nữa thì thức giấc mộng trần gian lúc này không còn nghe tiếng phồn ba bên tai nữa khi mà ngài mình à, à, xa lìa cái cõi đời và mình đậy nắp quan tài rồi thì các bạn có biết rằng là cái tiếng phồn ba không còn nghe bên tai nữa đúng không các bạn lúc này là cái xác mình cũng như là cứng đơ rồi bao nhiêu cũng như là hả mộng mị trên trần gian là mình bỏ lại hết luôn các bạn thấy có nhiều người mơ ước mà mộng hả xây nhà lầu rồi mộng tổ chức cũng như là hả à, giống như là hả lễ lộc tất cả những gì nó còn Dướng lại trần gian mà người đã ra đi rồi đó các bạn thấy hả rất là hải hùng chưa nó tại vì hả coi như là nếu như ở dưới trần này mình làm việc ác thì coi như là hả mình hả luân chuyển coi như là hả nhiều đời nhiều kiếp cho nên chúng ta khổ đau ấy vậy mà không tỉnh mộng các bạn thấy không tại vì chúng ta không biết nói chung là ai cũng bị gọi là lạc lầm lạc lối hết á tại vì nghĩ là cái kiếp này không mà các bạn hồi xưa tiết già cũng đâu có biết mình nghĩ là cái kiếp này mình không làm gì thì thôi nhưng mà không ngờ là cái kiếp đang luân chuyển nó cái kiếp mà hạ đang luân chuyển tức là những cái kiếp trước mà hạ đang luân chuyển chúng ta cho nên chúng ta phải hả gánh những cái nghiệp tiền khiên mà chúng ta đang gây nhiều đời nhiều kiếp đó các bạn thì bây giờ hả tại sao mà hả tu là coi như là mình được hưởng hả những cái sự mà gọi là hạnh phúc nè tránh được những cái mà gọi là ác nghiệp nè sầu thảm sầu đau nè các bạn thấy rõ ràng chưa Thì bây giờ coi như ở dưới này mình làm cái gì thì coi như là ở trên là coi như là Hiệp phát hết luôn vậy vậy thôi nếu chúng ta hả làm lầm đi lánh giữ đi chứ nếu mà chúng ta không hiểu á thì coi như hả chúng ta cứ làm giữ hoài đó là những người không hiểu nghĩ rằng là chắc không có cái thiên cũng như là không có thiên nhân mà gọi là Hiệp phát á các bạn nghĩ như vậy cho nên ở dưới này mặc tình trần gian ai muốn làm gì làm đúng không các bạn thì thôi nếu mà ai đó mà không chịu mà quay đầu về thì cái đó từ từ cũng mong mỏi rằng cho tất cả ai cũng phải quay đầu về đúng không các bạn để tỉnh mộng mà tu nhân chứ từ đây sắp tới nếu mình không tỉnh mộng tu nhân thì coi như là hả mình sẽ gì nè mình hả coi như làm những cái chuyện mà gọi là ác nghiệp tham vọng quá cao tất cả những gì thì coi như thiên nhân hiệp phát là coi như là hả trời ban phát cho mình đúng không các bạn nó mình đâu có được mà hả cái của cải trên trần gian này nếu mà được thì chắc có lẽ là hả? ai muốn cũng được các bạn thấy rõ không mình mộng nó mình mộng có nhà có cửa có xe có cổ có tất cả cái gì cũng mộng hết Nó mà có trong cái giấc mộng không Chứ không có có thật sự Rồi hả thật ra là coi như là thiên nhân hiệp pháp Mình sống là nhờ á Trời ban ban phước cho mình Ban bố sự sống cho mình nơi trần gian Cho nên á Mình á tại sao mà mình cầu hoài Không có được là cái lý do như vậy đó các bạn Rồi cái nhiều người nói gì nè Chùa đó không có linh đâu qua cái chùa kia kìa linh dữ lắm luôn. Đó cứ hả à, giống như là hả, chùa này Phật to, à, chùa kia Phật nhỏ đó các bạn thấy không? Đó là hả cái tiếng đời, cái miệng đời người ta nói vậy. Hồi xưa Tiết già cũng vậy đâu có biết đâu. Coi như là hả coi như gian nắng mà hả đội áo mưa mà hả đi chùa tất cả những gì thì mình đi chùa cũng tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà hồi xưa không biết đó các bạn cứ đi chùa cứ cầu tài, cầu tiền, cầu danh, cầu lợi, cầu cho con có nhà, có xe Mà lúc đó hả không chịu tu đó các bạn Cho nên đâu có nhà, đâu có xe, đâu có gì đâu, không có sự sống trên trần gian Rồi hả rất là khổ luôn Cái thời xưa các bạn biết không? Đi mót khoai mì, đi mót lúa mà chén cơm không có được gạo trắng để ăn nữa đó các bạn Phải độn rau lan đó các bạn thấy không? rất là khổ sở luôn nó mà hả sau khi mà được có chén cơm ăn rồi thì bắt đầu nhìn thấy trần gian sao mà vật chất quá chừng luôn rồi từ chỗ đó tiết già cứ chạy theo vật chất mấy chục năm nay mà tiết già quá là khổ luôn rồi một ngày các bạn biết sao không tự dưng cái tiết già nghĩ rằng thôi bây giờ mình hả suy nghĩ ra mình tìm đường học đạo đi Đó cái từ từ cái tiết già học đạo cái tiết già mới à tu tập rồi hả từ từ mới có sự sống trở lại đó các bạn tại đất nhật mà nó cũng vẫn khổ vẫn đói vẫn thiếu tiền như thường hiện tại bây giờ các bạn biết không ở coi như là hả à, ở tại nhật nè à, và những cái quốc gia khác nữa nha các bạn nghĩ rằng hả chắc là những cái quốc gia mà nó giàu nó không đói ha các bạn có người đói như thường luôn nói cho các bạn biết hả đói mà khóc luôn mà nằm co luôn có khi phải hả chia nhau mà ăn chén cơm hay là ổ bánh mì để sống qua ngày uh, những cái cơn mà hả dịch kỳ rồi đó các bạn hoặc là những cái lúc mà coi như là uh, thời tiết thay đổi mà hả những người trồng rau tất cả những gì coi như là bị hả giống như là hư hết luôn tất cả luôn rau rồi sâu bọ hết luôn đó các bạn rất là khổ ở đâu cũng khổ hết cho nên tiết già hả học để chia sẻ và mong mỏi cho tất cả các bạn ai cũng tránh được cái sự khổ đau trên trần gian thì bây giờ mình biết rồi thì mình mình nên gì mình nên tỉnh đi hen mình tỉnh giấc mộng đó để mình tu nhân để mình kịp coi như là hả để thiên nhân hiệp, hiệp pháp coi như là khi mình tu rồi thì ở dưới trần gian này chúng ta đã tu rồi thì coi như là hả trên trời là như thế này hiệp phát cho mình phát ra những cái hào quang ánh sáng coi như là hả con đường tốt lành nè con đường khỏe mạnh nè con đường không có còn mà hả giống như là à, đua chen bay nhảy nữa đó các bạn thấy không đó, cho nên mình sống rất là khỏe luôn đó tiết già mới chia sẻ tại vì ở trần gian này á tất cả vật chất á gọi là hữu hình không có vô vi mà khi mình nó sống trên mặt trần gian này các bạn có biết rằng mình bao giờ mình sống được trăm năm đâu các bạn ít lắm ít lắm mới có người sống được trăm năm toàn là ba bốn năm sáu chục bảy chục gì không biết tám chục gì không biết là bắt đầu đã đi dần 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 ra hết rồi đó các bạn thấy không cho nên ở dưới trần gian này hả tất cả đều là hả giả tạm hết luôn mà tất cả những cái vật chất trên trần gian này là hả mình hả ham muốn là coi như cái lòng dục vọng mình càng cao chừng nào là mình càng đi vào đau khổ nữa các bạn nói chung là mình không dám nói nói thì cũng hả sợ mít lòng lắm thấy hả có nhiều người rất là khổ luôn giống như là cơm áo gạo tiền tuổi đời mới có 50, 60, 40 thôi các bạn biết không là coi như là cái mặt nó tối sầm lại luôn cái khuôn mặt gì nào nó nhăn nheo mà nó tối sầm nó cơ cực nó cơ hàng nó rất là khổ luôn các bạn thấy không rồi trần gian có bao nhiêu người mà được hả nhà lầu xe hơi thì rất ít cái số mà giàu sang rất ít còn cái số khổ thì rất là nhiều nói cho nên hả tiết già hả hay xem những cái người mà tại sao khổ và tại sao giàu tại vì tiết già là người thắc mắc như vậy đó các bạn rồi tiết già mới từ từ coi như là học đạo để biết rằng cái lý do tại sao chúng ta đến mặt trần gian này mà chúng ta khổ quá vậy còn bao nhiêu người người ta hãy sung sướng mà giàu đó cho nên tiết già học để chia sẻ cùng các bạn để các bạn kịp thời nha các bạn kịp thời để tránh những cái con đường mà nó khổ đau nó các bạn chỉ cần đơn giản thôi tỉnh mộng tu nhân thôi có bốn chữ thôi là các bạn tránh được cái đường khổ đau rồi ví dụ như các bạn nói giờ đang thiếu nợ quá đúng không bây giờ đang thiếu nợ quá đang đau khổ quá thì các bạn hả ăn chay niệm phật làm lành tu nhân tích phước rồi từ từ hả có những gọi là à, giống như quý nhân nè sẽ đến giúp đỡ các bạn hoặc là cái sự che chở cho các bạn giống như chuyển hóa chuyển đổi cho các bạn làm ăn khấm khá lên để trả nợ hết luôn à, hôm nay coi như là có mấy bạn mà giống như mở quán ở tại uh, nhật á các bạn biết không có người lãnh 50 man có người lãnh cả trăm man luôn một man tức là khoảng gần gần 2 triệu tiền Việt gì đó. Lâu quá tiếc già không có biết tiền là giá bao nhiêu như các bạn, khoảng khoảng đó thôi à. Nó, tại vì tiếc già không có suy nghĩ đến cái chữ tiền nữa. Ờ à, thì hả các bạn biết không thì tự nhiên như vậy đó là coi như là hả được cái sự hỗ trợ như vậy đó, có phải là là do mình hả tu nhân tích phước do mình tỉnh mộng tu nhân để mình được cái sự chuyển hóa coi như hả phước lành mang đến cho mình có những cái số tiền bất ngờ đúng không các bạn ở trên trần gian này ha có những người mà hả coi như là có số tiền bất ngờ đó các bạn thì tiết già chia sẻ để cho tất cả các bạn tỉnh mộng tu nhân để kịp coi như là thiên nhân hiệp pháp để trời ban bố cho các bạn những cái đồng ngân mà nó bất ngờ để các các bạn có thể là à, giải tỏa được cái sự nợ nần cái sự khổ đau những cái sự gì mà các bạn từ lâu rồi mà các bạn ao ước á mà các bạn không được đúng không thì cái con đường tỉnh mộng tu nhân này giúp cho các bạn giải tỏa tất cả những nợ nần những gì mà khổ đau những gì mà giống như là còn khuất mắt hả để các bạn hả coi như tiếp tục cái con đường tu tập nữa là các bạn hả bước lên một cái địa vị mà gọi là bỏ cái chữ nghèo đó các bạn thì bây giờ nó không còn muộn nữa khi chúng ta còn tại thế chúng ta còn mang cái xác phàm này thì chúng ta còn tu kịp chứ để một ngày nào đó mà gọi là thức giấc mộng trần gian thì lúc này không còn nghe tiếng phồn ba bên tay nữa thì các bạn nghĩ rằng tu không kịp nha các bạn khi mình thoát xác trần này rồi mình rất khó tu đó các bạn cho nên mình phải hả cúng lại ngày đêm để hả đừng bao giờ một phút một giây nào phí cái cuộc đời trên cái cõi ta bà này đó các bạn Tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tỉnh mộng tu nhân để kịp thiên nhân hiệp pháp để các bạn được hả cái sự ban bố mà trời hả ban bố cho các bạn được cái sự hạnh phúc ngay trên đời này video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo